Chào cả nhà mình quay lại với video của Kiều hôm nay. Ở video trước thì Kiều đã có chia sẻ với cả nhà mình về giá của sâm ron Tây Á nhập khẩu chính ngạch là bao nhiêu rồi. Có rất là nhiều quý anh chị em inbox hỏi Kiều là vậy thì giá của một lọ sâm ron ngâm với mật ong là bao nhiêu. Và khi mà quý anh chị em mình tìm mua về sâm ron ngâm mật ong thì lại thấy có nhiều mức giá khác nhau như vậy. Thì mời cả nhà mình cùng với Kiều tìm hiểu về các cái nguyên liệu ngâm sâm ron với mật ong mà nó ảnh hưởng đến cái giá của một lọ sâm ron ngâm mật ong nhé. Như cả nhà đã biết đó, sâm ron có rất là nhiều cách dùng khác nhau, mà cách dùng đơn giản nhất là chúng ta sẽ pha với nước ấm giống như là dạng pha trà, và chúng ta có thể kết hợp thêm với các loại trà hoa nè, hoặc là đông trùng hạ thảo, hoặc là hạt chia để mà tăng thêm cái giá trị về dinh dưỡng. Trong đó thì sâm ron ngâm với mật ong được rất là nhiều quý anh chị em ưa chuộng vì sự tiện lợi và tính hiệu quả của nó mang lại trong việc hỗ trợ điều trị một số bệnh như là mất ngủ lâu năm nè, giúp dạ dày khỏe hơn, giúp tăng cường sức đề kháng nè, giúp hệ tiêu hóa của chúng ta tốt hơn và giúp cải thiện một số bệnh liên quan đến đường hô hấp. Và cái sự tiện lợi của sâm ron ngâm mật ong ở đây là khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ cần lấy 1 đến 2 muỗng sâm ron ngâm với mật ong cho vào nước ấm, khuấy đều lên là có thể sử dụng ngay mà không cần phải chờ đợi. Như Kiều đã chia sẻ thì giá của sâm ron Tây Á nhập khẩu chính ngạch được niêm yết vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 với mức giá là 399.000 cho 1 gram. Và cái mức giá này được thống nhất cho tất cả các đại lý bán lẻ trên toàn quốc, cho nên cả nhà mình yên tâm sẽ không có trường hợp là sâm ron Tây Á có nhiều mức giá khác nhau đâu ạ. Như vậy thì một lọ sâm ron ngâm mật ong có mức giá là bao nhiêu, nó sẽ phụ thuộc vào các cái nguyên liệu mà chúng ta đem ngâm. Đối với sâm ron thì đã có mức giá cố định rồi, vậy thì cái lọ sâm ron ngâm mật ong có mức giá là bao nhiêu, nó sẽ phụ thuộc vào cái nguồn mật ong của chúng ta. Nhiều quý anh chị em còn yêu cầu Kiều ngâm thêm đông trùng hạ thảo. Ở đây thì Kiều sử dụng đông trùng hạ thảo Fancy vì có hàm lượng hai cái dược chất quý là codicepin và adenosin đạt chuẩn và có cái nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra chúng ta có thể ngâm thêm hai vị thuốc ở trong đông y nữa là táo đỏ và cái tử nha cả nhà. Vậy thì giá của một lọ sâm ron ngâm mật ong là bao nhiêu, nó sẽ phụ thuộc vào các cái nguyên liệu mà chúng ta ngâm và chúng ta ngâm với cái liều lượng là bao nhiêu. Và tùy theo cái vấn đề của mình cần cải thiện mà chúng ta sẽ lựa chọn các cái liệu trình khác nhau, tương ứng với các size khác nhau thì nó sẽ có cái mức giá tương ứng cả nhà nhé. Và có một cái vấn đề mà Kiều lưu ý với cả nhà mình là mình nên chọn mua ở những nơi uy tín để chúng ta có thể sử dụng được những sản phẩm chất lượng mà giá cả lại phù hợp. Đây là sự khác nhau giữa lọ sâm ron ngâm mật ong size trung bình và lọ size nhỏ. Hy vọng với những thông tin mà Kiều chia sẻ sẽ giúp cả nhà mình hiểu hơn về giá của một lọ sâm ron ngâm mật ong là bao nhiêu. Và khi có các thắc mắc gì thì cả nhà mình có thể để lại tin nhắn cho Kiều chúng ta cùng tìm hiểu. Và hẹn gặp lại cả nhà mình ở các video sau nhé.